Chợ Tốt cam kết thu mua xe VinFast cũ tối đa 88% so với giá niêm yết, khách hàng hưởng thêm ưu đãi lãi suất 3 nhất của VinFast từ ngày 22 tháng 4. Tiếp nối chương trình thu cũ xe máy sang đổi mới xe máy điện, VinFast và Chợ Tốt tiếp tục triển khai hợp tác cho các dòng ô tô cũ. Theo đó, khách hàng sở hữu các dòng ô tô xăng, điện VinFast sẽ được Chợ Tốt cam kết thu mua với giá trị còn lại dựa trên mức khấu hao cố định theo năm, cao nhất đến 88% so với giá bán niêm yết hiện hành. Với người sở hữu ô tô xăng của các thương hiệu khác, Chợ Tốt cũng cam kết thu mua với mức giá minh bạch so với thị trường, cung cấp dịch vụ tận nơi hoặc trực tiếp tại các showroom chỉ định của VinFast. Yếu tố này được doanh nghiệp kỳ vọng giúp người dùng chuyển đổi sang xe điện VinFast dễ dàng hơn. Khi sử dụng dịch vụ này, người dùng sẽ được hưởng thêm chính sách ưu đãi lãi suất 3 nhất mà hãng xe Việt đang áp dụng. Theo hãng, thời gian vay dài nhất đến 8 năm, giá trị vay lớn nhất đến 80% giá xe và lãi suất thấp nhất 5% trong 2 năm đầu, 8% trong 3 năm tiếp theo và 9,5% trong 3 năm cuối. Với chính sách này, số tiền người dùng trả góp hàng tháng sẽ được tính theo phương thức niên kim cố định, không bị biến động theo diễn biến thị trường, giúp chủ động phương án tài chính cá nhân. Nếu không vay trả góp, người dùng trả thẳng sẽ nhận ưu đãi 4% trừ vào giá xe. Bà Dương Thị Thu Trang, Tổng Giám đốc VinFast Thị trường Việt Nam cho biết, một trong những rào cản khiến người dùng chưa sẵn sàng chuyển đổi xanh bởi họ gặp khó khi chuyển nhượng xe xăng đang sử dụng. Mô hình hợp tác giữa VinFast và Chợ Tốt mang đến cho khách hàng giải pháp chọn gói với nhiều quyền lợi như vừa bán được xe cũ với giá tốt, vừa dễ dàng mua xe mới với ưu đãi hấp dẫn, bà Trang nói. Tôi tin tưởng mô hình này sẽ nhận sự hưởng ứng của đông đảo khách hàng, trở thành động lực để nhiều người chuyển đổi sang ô tô điện, tương tự chương trình với xe máy điện mà chúng tôi đang triển khai. Chương trình thu cũ đổi mới ô tô điện được VinFast và Chợ Tốt hợp tác triển khai từ ngày 22 tháng 4, áp dụng tại các showroom, nhà phân phối VinFast trên toàn quốc. Ngoài ra, người dùng có thể đăng ký online. Khi tiếp nhận nhu cầu, nhân viên của Chợ Tốt sẽ đến tận nơi, hỗ trợ thực hiện thủ tục thu xe cũ, đổi xe mới theo quy trình. Trước đó, ngày 29 tháng 3, VinFast và Chợ Tốt lần đầu công bố hợp tác từ chương trình thu cũ xe sang đổi mới xe điện, áp dụng cho các dòng xe máy, mức ưu đãi cao nhất 3 triệu đồng, từ ngày 20 tháng 3 đến ngày 1 tháng 5.